Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết là thành phố có hơn 41.000 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi và điều trị tại nhà. Alo, chào buổi sáng, thì đã nhận được phản ánh của người dân về một số trường hợp F0 tại nhà trở nặng, gọi cấp cứu thì lại phải đợi khá lâu vì số lượng bệnh nhân điều trị tại bệnh viện hiện cũng rất lớn. Và để nâng cao chất lượng điều trị tại nhà, giảm tải cho các bệnh viện thuộc tầng 2 và 3 của tháp điều trị, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp và một trong số đó là thiết lập các trạm y tế lưu động tại xã, phường, thị trấn. Ghi nhận của phóng viên Alo Chào Buổi Sáng tại quận 7. Trạm y tế lưu động số 1 đặt tại trường tiểu học Võ Thị Sáu. Đây là một trong 5 trạm y tế lưu động trên địa bàn quận 7, là những cánh tay nối dài giúp ngành y tế quận, đặc biệt là phường, xã, quản lý, theo dõi, khám chữa cho các F0 tại nhà. Y tế lưu động mình được thành lập gồm có một bác sĩ, hai điều dưỡng và tình nguyện viên. Mỗi trạm sẽ chăm sóc khoảng 50 đến 100 hoặc 200 người bệnh F0. Mình có đi thăm khám hàng ngày. Thứ hai là mình có tư vấn qua điện thoại. Cần can thiệp về các vấn đề về sức khỏe thì mình sẽ cấp thuốc. Ngoài lực lượng tại chỗ, nhiều cán bộ y tế, sinh viên từ khắp các tỉnh thành đã tình nguyện vào Thành phố Hồ Chí Minh tham gia chống dịch. Trong đó có những nhân sự bổ sung cho trạm y tế lưu động. Mình vào đây cũng được hơn một tháng rồi. Trước đây thì cũng có hỗ trợ chống dịch ở trên địa bàn quanh thành phố Thái Bình nhé. Và được kêu gọi thì anh em cũng sẵn sàng vì Tổ quốc vào đây để cứu giúp đồng bào thôi. Phường vẫn đang hỗ trợ cho bà con F0 là 62 trường hợp đang được cách ly và chăm sóc y tế tại nhà. Thì tất cả bà con F0 được cách ly ở nhà hết sức là yên tâm. Với cái tinh thần thực hiện nhiệm vụ của cái trạm y tế lưu động. Với mô hình này, các bệnh nhân F0 sẽ được chăm sóc tốt hơn và nhanh hơn. Thành phố dự định nhân rộng mô hình, đồng thời sẽ sử dụng phần mềm, hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19 và phần mềm khai báo y tế điện tử để quản lý người mắc COVID-19 điều trị tại nhà.